Thưa quý vị và các bạn, với phương châm tìm đến người dân để phục vụ, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức các chuyến tư vấn pháp luật lưu động đến tận khóm ấp, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khúc mắc về pháp lý cho bà con nhân dân. Công tác này đã góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Thắc mắc không biết phải đi đến đâu để yêu cầu giải quyết việc các thành viên trong hộ gia đình không chịu ký tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất cấp cho hộ. Ông Nguyễn Duy Quế đã tìm đến buổi tư vấn pháp luật lưu động của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tại Trung tâm Học tập Cộng đồng xã Định An để được tư vấn, hướng dẫn cách giải quyết. Luật sư hướng dẫn là thôi bây giờ là để đơn gửi tòa án, thì tòa án mới có quyền giải quyết rõ ràng hơn và cho là nó đúng với pháp luật. Có cái mà tư vấn pháp lý hôm nay thì có ích lợi cho bà con lắm. Phát sinh tranh chấp đất đai nhiều năm nay khiến bà Tạ Thị Đào vô cùng bức xúc. Bởi phần đất trước đây cha mẹ bà cho người khác ở nhờ, giờ đã thuộc quyền sử dụng của họ. Không chỉ thế, những người này còn chiếm dụng thêm phần diện tích đất ngoài diện tích đã được nhà nước cấp quyền sử dụng. Sau khi được tư vấn, bà Đào đã hiểu được việc nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cho những hộ ở nhờ từ trước giải phóng đến nay là đúng quy định pháp luật. Còn đối với hành vi lấn chiếm phần đất ngoài diện tích được nhà nước công nhận, thì bà được hướng dẫn thủ tục pháp lý để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình. Thì cũng là luật sư nãy cũng thích gì như mình hồi gấp năm chiến tranh đó là năm 75 đó, mình cũng chạy giặc giả gì giờ ở đó thì nó bằng khoáng thì mình hơi thiệt thòi, bởi vì pháp luật người ta cũng thừa nhận đó là ấy. Còn như phần đất mình là dư đó, rồi phải trả cho mình lợi, mình đòi lợi cái chuyện đó. Bình quân mỗi năm, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Tháp tổ chức 40 điểm trợ giúp pháp lý lưu động ở các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Qua các cuộc tư vấn, người dân đã được trang bị những kiến thức pháp lý cơ bản, thiết thực nhất để họ tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Hàng năm trung tâm sẽ tiến hành tổ chức đợt truyền thông và tư vấn pháp luật tại 12 huyện, thị thành. Cái đoàn đi thì gồm có là Trung tâm Trợ giúp Pháp lý phối hợp với Phòng Tư pháp, Hội luật gia với đoàn luật sư. Về đối tượng thì công ích đợt truyền thông này không phân biệt là đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý hay không, mà tất cả công dân có nhu cầu thì đều được đoàn trợ giúp pháp lý hoàn toàn miễn phí. Thực tế cho thấy, người dân ở vùng sâu, vùng xa vẫn còn thiếu điều kiện tiếp cận các thông tin, dịch vụ về pháp lý. Chính vì vậy, hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động là rất phù hợp và thiết thực, vừa giải quyết được những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, hạn chế đáng kể đơn thư, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, vừa nâng cao kiến thức, ý thức pháp luật cho người dân.